Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Yên Bái tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 1 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các báo cáo viên của tỉnh đã được truyền đạt các chuyên đề về các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng dân tỉnh khóa 18 và kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và đánh giá kết quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và thông tin có định hướng phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương đơn vị, khai thác và sử dụng mạng xã hội để trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả. Các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, chia sẻ những thông tin tốt trong ngày, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Biên dịch sang tiếng dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên ở các xã phường thị trấn, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Đội ngũ báo cáo viên từ cấp tỉnh đến cơ sở cần tăng cường bám sát cơ sở để đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Định hướng nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu các cấp ủy và các báo cáo viên tỉnh ủy cần tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội 13 của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung nghị quyết chuyên đề hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh, của đất nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.